Em Phạm Quỳnh Phương, học sinh lớp 9 tại trường quốc tế Canada CIS, là người chiến thắng cuộc thi Một ngày làm tổng lãnh sự do Tổng lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là cuộc thi dành cho các học sinh từ lớp 8 đến lớp 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 7 tháng 6, Phương cùng cô giáo Lily Pollard đã có mặt tại văn phòng Tổng lãnh sự Canada để nhận phần thưởng, chính là được làm tổng lãnh sự một ngày. Trước khi bắt tay vào công việc, Phương có thời gian trò chuyện với ngài tổng lãnh sự. Sau đó, em được đích thân ông Kai Michael Nunes, tổng lãnh sự Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đi tham quan phòng làm việc và mời cô bé ngồi vào ghế của tổng lãnh sự. Official relationship with Vietnam on August 21st, 1900, who established relations, but also this is a very new one. Are you okay? Oh. So you can move this way. Let's check. Oh, this looks like my laptop. Okay, so you get to have a seat in the chair of the consul general. Phương tiếp tục được gặp gỡ và tìm hiểu về bộ phận thương vụ của Tổng lãnh sự quán. Cuối cùng là gặp gỡ một bộ phận khác như lãnh sự, di trú để kết thúc trải nghiệm vị trí làm Tổng lãnh sự. Em rất vui. Khi tham gia cuộc thi của Tổng lãnh sự quán Canada, em không nghĩ mình chiến thắng, mà chỉ muốn mình sẽ có thêm một chút kinh nghiệm cho tương lai. Em đã trình bày ý tưởng lập một website tập trung vào việc giúp mọi người Việt Nam có thể tìm được thông tin để dễ dàng tới Canada hơn. Em nghĩ phương án này khả thi vì thật khó khăn khi tìm kiếm những thông tin trên bằng tiếng Việt. Em đã tìm hiểu thông tin về học bổng Canada, thật sự khó. And I'll probably put the language options because it was hard to find something in Vietnamese too. I think she's a very courageous and dynamic. Thật sự là một cô gái trẻ, bùng nổ, sáng tạo. Phương có nhiều ý tưởng hay về việc làm thế nào để học tập tốt ở Canada. Cô bé rất thông minh, sáng dạ. Cô bé nói với tôi về sở thích khoa học tự nhiên. Tôi nghĩ cô bé thật sự rất quan tâm đến chủ đề này. Có tất cả 44 bài dự thi một ngày làm tổng lãnh sự. Chất lượng bài dự thi có tính cạnh tranh cao và chúng tôi thực sự thích ý tưởng của Phương nên đã trao cho cô bé giải nhất. Được biết, Phạm Quỳnh Phương sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phương đang học lớp 10 trường quốc tế Canada. Cô bé đặc biệt yêu thích động vật và muốn bảo vệ môi trường. And other kind of bugs. Oh yeah, do we never and for love coconuts because I think coconuts taste good. Are you asking me a question about? Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.